là phải luôn luôn đều yên. Có, bắn nó đi. Đời bất công nên cộng long không bao giờ thẳng. Đời bất bình đẳng nên đừng bao giờ cố giúp thẳng cộng long. Khó luôn. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Mami. Hi, xin chào mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kỳ. Thì hôm nay ba của mình sẽ chơi Hunted Hunter. Thì hiện tại bây giờ là ba thằng đang chuẩn bị đi săn ma đó. Mình với thằng Mami đang đeo mặt nạ nè. Thằng Cun thì nó không có mặt nạ để đeo thôi. Bây giờ là gần mùa Halloween mà mình phải đeo mặt nạ vô cho nó có không khí nữa. Chính xác, nói không, đeo mình mặt mặc dù đeo mặt nạ của quỷ nhưng mà vẫn cool đeo phone eyewear. Ơi đứa nào vậy? Không phải tao rồi, thiệt tình. Sao cái nhân vật được chọn nó double lên luôn ấy ta? Không, cái đó là do cái phần trăm của nó cao á nên là nó được bỏ thêm một cái vô nữa. Hiểu rồi. Tao được 20% mà nó tụt còn 18 à. Tao còn có đúng 12 luôn nè. Cái này game này càng nhiều người vô á là cái phần trăm nó sẽ càng giảm. Bây giờ còn có 20 nè. Ok, và bắt đầu hành trình săn ma bắt đầu thôi. Thì mọi người để ý cái trái bí ngô cái bên nha. Thì khi mà con ma nó gần mình á là nó sẽ phát sáng lên và nó xoay tròn. Rồi các bạn phải lấy pin để nạp pin ra súng các bạn. Ui nó xuyên rồi kìa, bắn nó. Ok, hay quá. Quất nó đi, quất nó. Ồ, chưa gì 66% rồi, nhanh vãi trưởng. Trời ơi, con ma này đứng yên cho mình bắn luôn mới lầy chứ. Thiệt hình chứ, ok, khi mà mình hết pin là mình sẽ đi ăn pin thôi. Chứ hết pin là không làm được cái gì hết. Ôi, con ma này đứng yên một chỗ luôn kìa, vãi đạn. Game này là nó đi chung thôi, người ta đi riêng dễ chết lắm. Đúng rồi. Hồi nãy tao mới thấy mày đi riêng luôn á. Ở đâu, không phải, nó gần mình nè, cái bắn đó. Ok. Hết pin rồi. Anh cũng sắp hết pin rồi, bây giờ anh đi ăn pin đây. Đúng rồi, hết pin luôn hả? Súng cực kỳ, ơi, trời ơi, hên quá, kịp thời, cứu bồ kịp thời. Rồi. Ok, ngay sảnh nè, ra sảnh nè. Nó đang bắt tao kìa, cứu. Mày ở đó có cứu. Thì đó, mày đang đứng kia bên đó. Ủa, bắt đầu. Không, tại vì cái trái bí ngô của anh nó sáng cực kỳ luôn. Có nghĩa là nó đang đứng sát bên luôn mà nó chưa kịp bắt hết chứ. Ở đâu vậy? Chồng chồng quay là nó tàn hình á. Thì nó tàn hình nhưng mà mày đâu bắn nó được đâu, nó tàn hình đâu bắn được. Ok, em đang đỡ góc nhìn thứ nhất đỡ chơi nè, cho nó dở. Hên xui nha em, góc nhìn. Ôi! No. Bắt đầu rồi. Nó đứng kế bên tao luôn kìa. Gì ghê vậy ba? Vô đây nè. Ok, chứ bây giờ hiện tại nó không quay và không sáng ha. Đó, đi nè, nó nè. Bắn mày hả bưởi. Mày bưởi, đứng yên bắn nó luôn. Ok. Yes. Win rồi. Ui, ủa. Cái động tác gì hồi nãy mình mới vừa thấy sai, mình giống như cái độ cổ mình đang xoay 180 độ á. Vãi. Giết tầm vô á là nới lỏng móc cổ. Ê, vô đây đây mua này nè. Tao nghĩ là nên mua cái cây laser đi. Ok, cái mình sẽ mua cái cây laser màu xanh lá cây. Ê, hai đứa mua cây laser cùng màu đi. Tao chọn màu xanh lá cây rồi đó. Không, em mua màu xanh. Em mua màu gì? Em muốn mua màu gì em mua chứ. Không có ai bắt em mua màu đỏ, màu xanh giống anh đâu. Màu xanh rồi. Mình thích màu tím mới là mọi người, đó nó màu tím huỳnh quang nó đẹp nè, ok mua. Trời đất ơi, thiệt tình nó màu đỏ mà nó chơi màu tím. Quá đáng. Màu tím nó tím dạ quang nó đẹp lắm luôn á. Vami. Vai Vami. Vậy. Nằm ma xôi với bà ở đây đúng đồng luôn á. Giết Vami. Ê đừng giết tao nha ba, cho tao còn đường sống nha ba. Đã mở nãy em 20 mà. Thiệt tình chứ. Đó là ma nó là phần trăm mình tụt xuống còn có 4% à. Thiệt tình luôn. Đừng đi riêng lẻ. Ở tới 8 đứa rồi, trời ơi, đây là mình nha mọi người, đó. No. Tiêu diệt con ma ba mi. Ok. Má mày dễ chết luôn á. Bắn nó, yeah. Có 80 mấy, 88, nó mới mất có chút xíu máu à. Nó mất rồi. No, đừng mắng liên tục, bắn liên tục là chết đó. Đi theo anh là Côn, đừng đi qua đó, đi theo anh là Côn. Trời ơi, mấy thanh niên này đi theo chi vậy trời, bị bao bi vũ rồi. Kinh. Ok. Trời ơi, nó mất khá là nhiều máu rồi đó.
Rồi giết nó, giết nó, giết nó, nó kìa, nó kìa, giết nó, giết nó. Yes. Chết rồi. Ôi trời ơi. Ai nói là ma là sướng, là má khổ lắm chứ. Không nuôi nó bắn. Mày trên lầu kìa. Ok ok ok, xuống kìa, xuống kìa, xuống kìa. Trời ơi, hết để hết pin rồi. Hết pin rồi. Cắn. Giết, giết nó. Ok. Hết đạn rồi, lộn hết đạn rồi mọi người ơi. Trời đất ơi. Bye. No, Vami ơi, Vami. Mày biến, mày đi chỗ khác nha mày, mày đi chỗ khác. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, cool, đây nè, cool. Anh hết pin rồi, anh hết pin rồi, anh không làm được gì hết. Giết nó đi, đúng rồi, giết nó đi, giết nó đi, giết nó đi, anh hết pin rồi. Bây giờ anh đang đi lượm pin. Energy chờ. Phải đợi, phải đợi, phải có. Ở đó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa bên này nè, bên này nè, bên này nè. Ờ dạ này anh Vami thua rồi. Trời ơi, nghĩ sao cái map này trống trơn rồi không có gì để núp luôn á. Núp làm gì? Mà núp nữa hả? Núp làm gì ma mày đòi núp? Chứ sao? Ừ, trên này, trên này, trên này, trên này, trên này, đâu, đâu, đâu. Ok. Xuống. Yes. Cứu anh cô này, anh bị bắt mất nửa cây máu rồi. Đi qua đây, qua đây. Kia, kia. Hết pin rồi, hết pin rồi, không làm ăn được gì hết. Nà ni. Thằng Quý và My nó cứ canh mình nó bắt hoài à, thiệt tình. Còn 2 phút nữa bình tĩnh. Trời ơi, đâu có tốn thời gian đâu mà lo. Mà hết máu rồi. Nó còn, nó còn, nó còn 20% à, mà anh cũng được. Ê, ê, nó dí anh kìa, nó dí anh kìa. Chạy quay cho em nè. No, 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 Vami ơi. Chết nè, kia đâu. Ở nó lên máu lại rồi kìa, đừng để nó giết người, đừng để nó giết người. Quay quay a rồi vú kia. Ta đang hết pin 3, mày đợi con xíu đi cho ca bơm bơm ca bơ câu hồi, câu hồi, câu hồi năng lượng lại cái. Đây đây đây, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ê, ê, đây này, đây này, đây này, đây này, đây này, mấy đứa đi đâu vậy mấy đứa? Lung tung có ra giữa sảnh nè, vợ biết. Ừ, anh đang ra nè. Ê. Tại vì cục pin. Ok 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 ok. Anh này. Rồi, anh bắn nó rồi, anh bắn nó rồi. Out, out, out of energy rồi, out of energy rồi. Trời ơi, đâu có tốn thời gian đâu mà lo, còn phút rưỡi lần mà. Ok, đi, đi, đi lấy energy đi, đi lấy energy đi. Tập trung nè, tập trung đi theo nè, cool. Đừng tập trung, trời đất ơi. Rồi, chia ra đi, chia ra đi, chia ra đi, chia ra đi. Tập trung đi chung. Nhớ, nhớ. Rồi, anh đây đây. Nhớ để ý là cái cây nha, nhớ, nhớ, nhớ để ý cái cây để nghe spay nha. Có luôn hả? Liền. Ừ. Đừng để ý cái cây. Đáng lẽ cái... Ê, qua đây nè, cung qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè, qua đây nè, qua đây, qua đây. Ok, ê, sao lưng kia cung. Đó. Quất nó. Quất nó. Đâu mà không bị kẹt rồi. Bị cứng rồi, bị cứng rồi, bị cứng rồi, cung ơi, cứu anh, cung ơi. Ok. Quỷ và mì, thú quắc thiệt. Lên đây nè, cung, lên đây nè, lên đây nè, lên đây nè. Hồn ba. Em em còn năng lượng không? Em còn năng lượng không? Ê, giờ đây đâu khoan, đừng đi ra đó. Tăng máu lên con ơi, căng máu lên. Pin rồi, em hết pin rồi. Anh gần gần kìa. Trời đất ơi, thằng quỷ Vami. Con nữa, còn con nữa. Đừng đi riêng lẻ. Chết rồi. Quỷ Vami thiệt cần chứ. Ờ, trời đất ơi, mấy thanh niên kia đi lẻ. Ok, game này á, khi mà mình làm góp á mọi người, không nên mất tập trung nha, mất tập trung. Tại vì mọi người á, khi mà làm săn go săn ma á, thì cũng rất là đông nếu mà các bạn ra. Ơi, thiệt tình chứ. Thiệt tình luôn. Chiến thuật, he he, win. Vai đạn không nên nào tin được. Ok, đây là một phút cho FNAF. FNAF này là của bạn Shiro Komasaki, cho cần giống Nhật Bản nha. Thì bạn đã vẽ cho mình là khi mình và Vami đang chơi Kid Simulator. Ồ, bạn đã giữ lại cái thumbnail của game đó, bà bạn vẽ lại nhưng mà với cái khẩu, với cái khuôn mặt cực kỳ bá đạo của Vami và mình. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Thì bạn nào có FNAF cứ gửi cái phần cái nhắn Facebook, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình xoay lại game thôi. À, em mua súng rồi. Ok, đã còn giờ thử ai làm God đây. Cảm thấy cảm game này chơi xong là cảm thấy mất hy vọng vô người luôn. Thiệt tình luôn á. Mất hy vọng, mất hy vọng vô human luôn. Anh 17% luôn nè mà không được nè. Được nhiêu phần trăm mà cô? 17.
Phone được nhiêu? 20, nãy giờ luôn. 19, 20, 19, 20. Trời, nãy giờ nó chọn hot, nó cứ chọn thiếu bên tao hoài làm tao hú hồn chim én. Ê, cái map này nó dễ chết lắm mà cu. Thôi, tao biết mà. Bây giờ chết. Ủa, con ma này nó bay lên cao được không? Không, nó không bay lên cao được, nó bay xuyên tường thôi. Bị một cái khi nó nhảy, ê, trong nhà sắt kìa, trong nhà sắt kìa. À, thấy rồi, đang bắn. Kìa, nó trong kìa. Rồi bắn nó đi, nó sắp. Ôi, nó đang canh tao kìa. No. Ok, tao qua. Chạy đi kìa, tao thủ cho. Rồi, nó bắt tao rồi. Ok. Trời, nó giết mình tao á, canh coi đi, nó giết tao á. Rồi, tao làm bia cho, mày canh giết nó, tao làm bia rồi, giết nó. Rồi. Pin mới đang thiếu pin luôn nè, từ từ. Trời đó, pin đây cục pin đây, một cục pin nè. Trong kiên cục là hai cục nè. Ok, được hai cục rồi. Còn em nè. Ok, đâu. Rồi, đến cạnh chặt. Rồi, ok, thấy rồi, bắn nó. Đây, thấy rồi. Ok, còn 12% nữa rồi, cố lên. Em hết đạn rồi. Ok, anh đi chung với em nè. Kiếm pin đi, kiếm pin đi. Anh có 10 hết pin rồi. Ồ, trong phòng bên kia kìa. Rồi. À, không có đúng không? Rồi qua đây nè. Ấy bên trong kia nè, con đi hẳn đi. Ủa con ma đâu rồi? Con ma đâu rồi? Thôi. Ê con ma trong phòng này nè, Đâu rồi. Ok. Ôi cố lên, nó còn 14% mà. Đừng để nó giết người. Ui, nó sau lưng anh là cool. Hay quá. Nó chết nó chưa? Nó chết chưa? Chưa, còn 2% mà pin nó lấy pin rồi, đấu không, tao bị ma bắt rồi. No, tao bị ma bắt rồi, Lẹ đi. Đâu không, mấy thanh niên này giành hết pin của mình luôn, thiệt tình thiệt. Rồi, em bị chết mất tiêu rồi. Thấy chưa, con chết nó lên pin, nó lên máu lại kia. Có mấy đi từ từ thôi mày. Pin nó lên nè. Trời ơi. Kìa, nó kìa, gần chết rồi kìa, tao hết pin rồi. Rồi, chết luôn, đậu phong. Vãi đi chứ. Hết pin rồi, 16% đấy. Bắt nó đi. Thôi, pin đứng không nó cũng tự, cũng auto cuột luôn mới ghê chứ. Quá đáng. Kỳ cục, pin kiếm. Không bởi vì có thể chơi xong game này, có thấy thất vọng vô con người ghê. có chưa thấy game nào mà nó thất vọng vô con người như vậy. gặp ngay thằng ma nó không biết chơi thì không nói đi, nó mà biết chơi là xác định luôn, khóc tim người không bao giờ được win được. Mày chết luôn rồi. Từ đó cái số hết pin mà con ma nó còn 2%, nó đứng kế bên mình luôn. Trời đất ơi, nó gì mà nó tất. Xin lỗi, đời quá nhỏ luôn chứ biết sao giờ. Nếu mà còn pin là nó chết bà nó rồi. Thiệt tình luôn. Rồi xong thằng kia chết luôn. Trong phim mà góp rồi nó đi xuyên tường rồi, quá đáng không chứ. Trời đất ơi, thiệt tình chứ. Nghĩ sao em được có 20% đấy, không được làm mấy luôn kìa. Đời. Xin lỗi, đời quá nhỏ chứ biết sao giờ. Làm ơn. Ok, bây giờ là giờ phút lửa ma. Để xem ai sẽ là thanh niên may mắn chấp đường này. Ủa em nghe nhớ cái lộ đạn kia. Sao trời. Kia làm góp ăn vui. Không biết có vui nổi không nữa. Mà tao thấy tao làm con tao làm vậy tao không biết có ổn không nữa. Nó đang khiêm tốn mà người đừng tin á. Vãi có khiêm tốn. Rồi ok mọi người sát cánh cùng nhau đi lượm pin nha. Nã kia. Cứ lựa chỗ nào có pin mình đứng sẵn cái đó đi. Ừ. Nói trên lầu đi xuống kìa. Ê, xuống cổ rồi. Ủa cái gì kìa. Được pin đi, đừng bắn nữa. Bắn nữa hao pin lắm, mình phải tiết kiệm. Ờ. Pin đó, đây. Kìa. Rồi một người. Trời nó tăng máu lại kìa.
Ok, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu, hiểu được sơ sơ rồi. Không đi đâu. Vãi cái gì mà đi đông chứ vậy ba? Đúng rồi, đi đông mày mới không bắn được. Mày bị bắn mày cũng mất đó vậy. Đi đông cho mọi người. Rồi, phòng này á. Cái trước mặt kia. Anh Nhiên bắt lẻ nè. Ủa đây nè, ở đây nè. Đi, chạy xuống đầu rồi, lượm pin đi, lượm pin đi. Thái pin, thái pin. Đâu. Ok, một thanh niên. Quá, wow, chạy. Đi lâu ra. Ok, 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 ok. Đi lâu ra, ổng lên rồi, chạy xuống đầu đi. Bắt tờ rồi, bắt tờ rồi. Thì tao phải bắt thôi chứ biết sao giờ. Thôi, 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 đào quá, đào quá. Đào quá, đào quá. Hết pin thanh niên phải làm sao, cho anh cục, cho anh cục. Ok, trời ơi, đau quá mấy đứa ơi. Đi chung anh ơi, đi chung đi. Ok. Ê, xuống lưng này, xuống lưng này. Ok, bắt thêm một đứa nữa. Trời đất ơi, đau quá, từ từ. Vái nè. Bắt đi. Ok, cùng pin. Anh lên, 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 lên lầu, lên lầu. À, hấp hành kìa. Chết một đứa nữa, ok. Còn 5 đứa. Đi chung đi. Quay 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 bỏ đi. Ảnh sáng mà bắt được. Ảnh à. Không bắt được. Ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây với sợ hết pin không sợ gì hết trơn. Quay 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 quay. Trời cái gì vậy? Không hút được. Hay quá, hay quá mày nói rồi. Trời hay quá. No 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 no, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Anh cứu em đi. Đây em. Ok, chạy. Pin hết pin hết pin. Chạy nó hết pin nè. Ok. Ok, cua rồi, con đi chết rồi, yes. Rồi thêm một thằng nữa, thêm một thằng nữa, thêm một thằng nữa rồi. Ôi. À, cua chết luôn rồi. Cua mở sắt lên xe trường. Anh chết chưa? Anh chết luôn rồi, nó bắt anh lên lầu luôn rồi. Không, đang nấp, đang nấp, đang nấp, đang nấp từ từ. Còn lại ba người lận. Anh một mình anh. Ok. Ui, chưa, 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 chưa. À, nó có cách giết mà. Hết pin là xác định nè. Hết pin là xác định nè. Ok, núp vô cái đồ cứng tiếp. Dính, ok, hay quá, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Quá khó, khó chơi như quỷ. Rồi, hay quá, còn một người nữa. Rồi, ok. Tao không thấy nó luôn á. Núp rồi, tao núp rồi, tao núp rồi. Trời, nó bị lắc, nó đứng ở dưới đất rồi mày ơi. Này thì hết pin nè, này thì hết pin nè, này thì hết pin nè. Vãi, đúng là có lợi thế cho con ma thiệt chứ. Trời đất ơi. Kìa nó đang vui. Vui con khỉ á, tao chơi xong tao mới thấy là thật là bất lợi cho con ma. Tên. À là thật là bất lợi cho con người. Ok, chọn ma kìa, để coi anh đi 5 phút nữa làm ma hay không. Nè. Sao lúc nào nó cũng hù mày không vậy mày? Ờ, nó hù tao liên tục, mấy liên tục luôn á. Phải lén được chứ. Thôi dừng luôn hả? Không, vô luôn đi rồi. Lỡ rồi. Để coi có win được không nữa kìa. Quan trọng là có win được không. Tại vì biết cách rồi. Chiếu chiếu cứ chiếu đèn cho con ma là nó sẽ sáng ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi săn ma các bạn nhé. Nó đây này, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Chiếu đèn vô, chiếu đèn vô con ma là được. Chiếu đèn vô con ma là được. Tao biết bắt coi. Ô, con ba còn có nửa máu à. Mà cao hết pin luôn rồi nè ba. Tao đầy pin luôn rồi. Ủa sao mày đầy pin hay vậy? Tao đi sạc pin nãy giờ. Á chú chùi chùi chà. Ghê thật chứ. Nó lợi dụng. Nó lợi dụng cơ hội. Chứ sao mà phải tranh thủ đó. Cho nó hết pin giờ. Đúng là thanh niên kia, thanh niên kia có câu nghe thâm thúy nè. Thâm thúy nè. Mình rút kinh nghiệm từ nhiều đợt không? Là phải luôn luôn đầy pin. Có bắn nó đi. Đời bất công nên cộng long không bao giờ thẳng.
đời bất bình đẳng đừng bao giờ cố giúp ảnh cộng lâm. Khó luôn. Vãi. Ghê, bậc thánh nhân không, ở đây còn bậc thánh nhân không. Cứu. Ở đâu mà cứu cộng lâm. Tại sao bây giờ công nghệ dũi mà. Ê, bên này nè, bên này nè, con ma bên này nè, con ma bên này nè. Còn 34% rồi, cố lên, cố lên. Em nói biết thôi. Nghe nói mà giết người là chúng ta sẽ rất là bất ngờ, bất lợi á. Ủa nó đâu rồi, mới thấy nó gần đây mà nó biến đâu mất nhanh vậy trời. Xong rồi. Hả? Thằng Cun xong rồi hả? Ôi, nó gần ba. Đây. Ủa cái đèn miếng ta chiếu mà kỳ vậy. Né ra. Bắn nó, đúng rồi. Tao hết pin rồi, từ từ. Bài anh ạ. Ok. Nó sắp chết rồi, còn 10% nữa thôi, cố lên, 8% nữa. Sau lưng kìa. Yes. Hay quá, trời ơi. Chuẩn bị hết pin luôn, chết không ai rồi. Vãi thiệt chứ. Ok, dừng lấy đi. Vãi rồi. Mình ba đứa mình sẽ dừng video ở đây thôi. Thì cuộc hành trình săn ma như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đó, cuối cùng mình cũng giết được con ma. Nhưng mà chưa giết được con Vami. Cái này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày nhé. Bye bye mọi người. Bye.